tình yêu. Thấy anh yêu hả? Dạ Ủa nó dính luôn hả? dính luôn anh. Trời Ừ, ơi. hồi đó nó cọ vô sao dính luôn. Ôi, gì vậy đây? Nè, Cưng bên dữ hả? bên đây anh thấy nó dính nó mới kỹ nè, nè nó cặp vô dính luôn nè. Đó, Ồ, cây quái khủng khiếp rồi ta. chung em lựa cây nó lạ. Một cây bay em ghép siêu bông mình lại. Ồ, cả nhà mình xem nó ra cái lóng quá tài, cây Mặn này khủng mập khiếp, tốt khủng khiếp nha. Cả nhà vườn mình nuôi mai tốt như rau muống nha. Cả nhà xem bên trong kia cũng vậy nè, tốt khủng khiếp. cây này bự à, Cây này bự con dữ ta. em đo 59 hoành ha. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em tiếp tục đến nhà vườn của Thiện tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một số mã số mai nhé. Thì bên nhà vườn mình cả nhà mình cũng xem trên kênh em thường ha. Thì cũng có nắm nha. Bên nhà vườn mình thì đa phần những cây mai rất là sạch nè và giá cả thì phù hợp. Thì cái clip rồi thì được cũng được nhiều cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Thì hy vọng cái clip này thì cũng vậy. Thì bên nhà vườn của mình thì là đa phần là những cây mai ghép ha, thì cũng ghép những cái giống mới mà đa ưu điểm thôi, siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn. Và cây thì phải nói là ở đây nhà vườn mình cây thì cả nhà mình an tâm về vấn đề chất lượng nha. Cả nhà mình xem những cái hàng mới ghép mà nó mạnh khủng khiếp nè. Và bao cho chúng ta, ví dụ như cái hàng này mà cả nhà mình có mua có ưng những cây nào thì cả nhà mình mua thì bên nhà vườn mình sẽ gửi đi, thì bao là chúng ta là y cây sao gửi y như vậy, là có nghĩa là bo cả nhà. Còn cây thì khỏi nói rồi, không có gửi sai cây đâu, nói về gì bo. Còn hoặc là cả nhà mình có mua gửi lại thì nhà vườn cũng nhận chăm cho chúng ta nha. Chăm đây cả nhà mình xem, còn là những cây sạch sẽ và có phôi nữa nha cả nhà. Phôi thì bên, ví dụ cả nhà mình có nhu cầu thì bên nhà vườn vẫn giao lưu luôn. Thì chúng ta tiến vào gặp nhà vườn nha. Rồi, anh chào Thiện nha. Dạ em chào anh ha. Thì giờ chào cô chú anh chị mình quay lại vườn em ha. Hôm nay em cũng có một số hàng siêu whip siêu khủng nha anh chị. Hàng lớn nha cả nhà. Dạ thì mã số này em lấy mã số 1 cộng ha. Số 1 cộng Dạ thì một cây bay em ghép siêu bông mình lại. cả nhà mình xem nó ra cái lóng Quá tài, cây mạnh này khủng mập. khiếp, tốt khủng khiếp nha. Bên nhà vườn mình nuôi mai tốt như rau muống nè. Cả nhà xem bên trong kia cũng vậy nè, tốt khủng khiếp. Cây này bự à, Cây này bự con dữ ta. em đo 59 hoành ha. 59 hoành là Năm em chín đo hoành ngay cụ đế. Cái đoạn từ đây 56 à. đoạn đó 56 Mày đoạn dưới 59 là cây này nó năng. bự khủng khiếp nha Đo cả nhà. cái ván bài đi. Hôm nay cũng nhiều cô chú mình thích cái ván bài đó, nên hôm nay em lên cây whip whip. Ba dài tới cái này là 140 nè. Dài 140, cây Cao lên dáng rất cái dễ phần thương đỉnh nữa nha. ngọn là 70 là tới đây là đỉnh ngọn luôn. Dạ mã số 1 cộng em vô luôn 22 triệu bao ship anh. 22 triệu. Rồi, quay vòng đi Thiện ơi. Quá tài, cây đại bác này. Xứng đáng đồng tiền bát gạo nha cả nhà. Lớn con dữ lắm. Ừ, mai này mai dừng vừa anh. Cái này mà tới Tết chắc nó dữ lắm ha Thiện. Ờ, Tết lại ra dữ dằn lắm. Tới Tết mà cả nhà mình có một cây siêu bông Bình Lợi phải nói là siêu phẩm luôn, để trước cửa nhà, lên cái chậu đẹp, lên cái đôn đẹp nữa là để cửa nhà là hết sảy luôn ha. Cái mai khỏe ghép vô nó ra thấy ham quá nè, ra tạo Rồi, cây tên mã lận. số 1 cộng giá 22 triệu nha cả nhà. Nè, em ôm luôn nè, Bự chảng luôn. bự Rồi, ok, lên cây kế tiếp. Rồi, cây kế tới là cây mã số 2 nè. Cây mai tứ quý ha. Hàng này hàng hàng lớn và hàng đẹp nha cả nhà. quá tài mập. Anh em nào mà yêu cây bonsai đó mà thấy cái chân đế này thì không có chê được nha. Nó bỏ đều bon luôn. Lớn cày ghê không? Ghép Bình Lợi nha cả nhà. Mạnh khủng khiếp. Đo ngày cậu đế tôi kìa. Cậu đế cái này 53 hoặc. Năm ba quá. Đoạn eo tên là 45. Eo 45. Cao 75. Cao 75. Dàn ngang là 55. Cây này nó nằm trong cái chậu lọt lòng 55 anh. Ok. Dạ mã số 2 cộng này em vô luôn 18 triệu bao ship anh. 18
8 triệu cho cây mã số 2 cộng, cây tứ quý ghép siêu bông bình lợi nha cả nhà. Cây này thì cái chân bệ nó rất là khéo nha, bởi vì bonsai là nó là dạng thuộc dạng đế khéo nha, nó trải đều, trải đều. Đây cả nhà xem, đều bốn mặt luôn nè. Mấy cây tứ quý ghép vô nó đi đọt miết luôn, đi chuyên suốt đi. Cái này cái mình nó đặt nha cả nhà, đặt và nâng cây, nhìn cây nó lực dữ lắm. Bên ngoài cả nhà thấy lực cây lắm nha. Nâng. Đó, cả nhà thấy nâng cây. Hiện đứng gần ở gần là thấy bằng cái cây luôn. Cây bự vậy mà cắt lùng là nó cũng cũng hiếm cây. À, hiếm cây cắt lùng được. Rồi, cây mã số 2 cộng giá 18 triệu. Bao phí ship cho ông ta. Ok. Cái tới là cây mã số 3 cộng nè. Cây mai tứ quý nữa nha cả nhà. Cái này thì ghép siêu bông Bình Lợi nha. Ồ, lộn siêu bông Sài Gòn nha. Dạ. Cái lô này ghép Sài Gòn không à? Dạ dạ. Cây này cái đế đã quá. Đo một số luôn. Để đấm hay chừng cành, và cái hàng này hàng mai đôm nha cả nhà. Thì cả nhà mình xem bên nhà vườn hiện cũng nhiều rồi thì cũng biết á, cái lô này thì mai đôm không à, mai cứng mùa rồi. Âm đo ngay cổ đế là 45 hoành, đế 45. Cái đoạn tên là 38. Ừ, vị trí đó là 38 ha. Này nằm trong cái chậu lọt lòng 60 á. 60. Cào quá, để em đo hoa leo lên ghế cái nò luôn à. Cây bự nha cả nhà. Tới 150 hết thước luôn anh ơi. Tầm miếng hết thước 160 á. Tầm 45 à, 45. À. Còn dừng miếng. Ừ. Vậy là tầm 45, tầm 45. Và ngang là 80, ngang 80. Dạ, mã số 3 cộng này em giao luôn 15 triệu bao ship ha. 15 triệu bao ship, rồi quay vòng thiệt á. Cây này cái cốt cành nó đều, tứ quý ha, đấy đẹp chân cành đều bon luôn, rút ngọn luôn, và cái cốt nó bự rồi nha cả nhà, cốt ghép bự rồi. Hàng này hàng mai đôn luôn, mai đôn. Cả nhà mình xem bên nhà vườn của thiện thường thì mình cũng có nắm cái lô này ha, mai đôn, cây cứng cáp, ok lắm. Cây mã số 3 cộng 15 triệu bao phí ship ha. Rồi, dạ. cây tiếp. Rồi, cái tới là cây mã số 4 cộng. Cũng là... cây tứ quý ghép Sài Gòn luôn nha cả nhà. Dạ. Lô này phải nói là nuôi cực kỳ tốt luôn. Và cả nhà mình thấy khu vườn của Thiện thì cũng thấy cũng biết ha, rồi phải nói là nước nuôi quá 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 đỉnh. Cưng như trứng luôn anh Vũ. Cưng như trứng ạ. À. Dạ. 40 ngay chỗ vị trí này 40 dạ, nè. Vị trí đó 40. Em đo xích lên chút 37 nè. Ừ, đặng nó 37. Thì cũng nằm trong chậu lọt lòng 60 ha. Cao 130, cao 130. Giờ tán ngang là 70. Tán ngang 70. Dạ, mã số 4 cộng giao luôn 10 triệu bao ship ha. 10 triệu bao ship cho cái mã số 4 cộng. Dạ. Cái lô này thì lô mai già nha cả nhà. Đây, những cái cành của nó cả nhà mình xem nó lạ hơn những cây tứ quý cả nhà mình thường thấy, nó quệt cục cục vậy. Già cây ha. Này thì em đã chỉnh căn tạng ra hết rồi. Cây mạnh nâng cây. Cô chú gì mình cứ theo cái form này mình tẻ là tết nó bông nhiều. Rồi, ok. Cây tiếp. Cái tới là cây mã số 5 cộng ha. Dạ. Cũng là tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn luôn. Cả nhà xem cái lô này, cái cốt nó già cũng khiếp lắm. Nó ra làm như ga chặt hay sao mà nó quấn cục ha. Và cái thân nó, cái da màu da nó cũng rất là già. Dạ. Và cây mạnh. Chi chích được. Ừ. Lên thông số thì cả nhà thích chơi hàng bông tàn thì cái này thì ok rồi. Sát cụ đế 41. Đế 41. Hoành eo ở trên là 35. Eo 35. Cao 115. Cao 115. Và ngang là 70. Dạ, 5 cộng em cũng giao lưu 10 triệu em bao ship ha. 10 triệu cho cái mã số 5 cộng. Dạ. Rồi, quay vòng thì. Cái cây này mình lấy một cặp với cái cây mã số 4 cộng là ok cả nhà, nó đều nha, nó một chạng nha, đó, cây phía sau cây cao cao đó, một chạng đều luôn, thì lấy một cặp đi nha, vườn sẽ có giá ưu đãi cho ông ta. Dạ. Với lại cũng nay cũng 30 tháng 4 có gì giảm cho mấy anh em đó thiệt. Dạ dạ dạ. Rồi, lên cây kế tiếp. Cái tới là cây mã số 6 cộng phải không thiệt? Dạ dạ, 6 cộng. Cây mai cũng bự con ạ. Cây mai vườn. Mai vườn ghép siêu bông Bình Lợi nha cả nhà. Dạ. Mấy cái mai vườn này mà cái đế nó đều. Nước nuôi quá trời, cả nhà mình có cái lợi thế là mua cây bên nhà vườn của Thiện thì mình học luôn cái cách chăm sóc nha. Nuôi sao mà như gom muốn à. Cái này ai hỏi em chỉ hết à. Để nuôi. Giấu giếm cái gì? Dạ. Cái hoành ngay cổ này là 49 hoành. 49. Cái đế này nó xè nằm như cái chậu 50.
cái chậu 55, lọt lòng chậu 55, bích luôn cái chậu 55. Cao lên tới đỉnh ngọn là 56. Dài là 66. Dài 66. Dạ mã số 6 cộng này em giao lưu 7 triệu 8 bao ship ha. 7 triệu 8. Cho cái mã số 6 cộng. Cây này khủng. Lớn con nha. Sát, vấn sát. Cái nước nuôi phải nói là quá tốt. Em ghép thêm nhánh dưới đây đó không? Làm cành đệm nha cả nhà. Có cành đệm đuổi thôi, bay thôi. Mà cái loại mai vườn này của mình nó sao nó mạnh ghê gớm. Ừ, mai vườn thì mạnh. Dạ. Tại đó giờ kiểu như mình bỏ bê không ít phân thuốc, mình đẩy vô cái mình về chăm sóc nó chế độ ngon lành cái là nó phát ok cả nhà. Phát dữ lắm, phát quá lớn. Rồi, lên cây kế tiếp. Kế tới là một cây hàng hiếm có khó tìm nha cả nhà. Một cây bạch mai. Giờ này dòng bạch mai gì Thiện ơi? Dạ, bạch mai Thái à. Bạch mai Thái mà nuôi cốt ghê nha cả nhà. Giờ quay xương cho cả nhà coi rồi lại em quay chi tiết cho cả nhà mình. Làm như mai chú thủy luôn anh. Nuôi như mai chú thủy luôn cả nhà. Dắt cành dắt cái hàng này là cái hàng sưu tầm nha cả nhà. Rất đáng sưu tầm. Cũng gốc mai vườn mình luôn anh. Cái gốc mai vườn mà cả nhà xem đánh nuôi cành nè. Mà cái cây bạch mai nuôi cốt vậy nè. Thật nhìn dễ chịu. Phần chi rất là đẹp nha. Nó cũ. Rồi em đo không xấu đi. Bạch mai Thái thì nó một trong những cái dòng mà cái bông nó đẹp. To 8-12 cánh nha cả nhà. Và cây cái này bông cái hoành thân tuốt tên là 37 nè. À vị trí đó 37. Dạ. Cây này chặt nở dữ ạ. Nở cái đế nở. Chặt nở cũng phải năm gì dữ vậy hả? 60 6 mấy luôn. 4. 64 luôn. Thì đang nằm trong cái chậu lọt lòng này 60 nha. 60. Cưng. Cao 60. Cây này thấy cưng thiệt. Dạ ngang là 80. Thì mã số 7 cộng này em vô lưu 8 triệu rưỡi bao ship anh. 8 triệu rưỡi bao ship. Dạ. Cây này làm theo lối bonsai cành. Phía sau thì nó có cái thẹo nha cả nhà. Nhưng mà có tược dữ mà thẹo hết nha. Nó đang kéo nè. Nói chung mai thì mình chặt gút gì thì đa phần nó phải có cái thẹo. Với bên đó còn cành riêng nè anh Thống. Với lại cái phần này nè. Cái cành riêng nhà vườn. Để luôn. Để luôn. Nói chung cả nhà nuôi thứ nhất đó là có cái cành riêng đó thì cái cây mình nó rút cái cây mình nó rễ nó mạnh. Thứ hai nữa thì vừa cái này nè, cái rễ này sau này nó sẽ nở ra. Cả nhà mình ví dụ như thích nữa thì mình đóng cái đầu ở đây nữa luôn cũng được, còn không thích thì cắt bỏ cũng không sao nha. Cái đó là chừa nhà vườn chừa đại thôi. Với em thấy nó mọc cành mà được sát gốc và nó hay đó. Kiểu như cái này là cái lối chơi mà hiện đại bây giờ, cả nhà mình để ý thấy những cây bonsai người ta hay lấy những cái cành sát gốc vậy nha. Ừ, nhìn nó nhìn cổ thụ. Cổ thụ. Rồi cây mã số 7 cộng anh. 7 cộng này giá nhiêu nè? Dạ 8 triệu rưỡi bao ship. 8 triệu rưỡi bao ship. Ok. Cái tới là cây mã số 8 cộng nha. Cũng một cây mai vườn. Phải nói cũng nét như Sony vậy. Cây này cái đế nó xả ra như mai chú hỷ luôn. Đế nơ mà bỏ đều cũng khiếp à. Cái đoạn này làm như nó xù anh. Nó già quá. Dạ. Xù. Không phải xù nha cả nhà, nhưng mà nó già. Cái này là xù xì nha. Xù xì. Cũng xù già. Ừ. Thì em ghép mình lại luôn anh. Nè cả nhà xem nè. Hôm nay Thiện ghép siêu bông rau muống. Cái đoạn này 42 hoành. À vị trí đó 42. Tổng bành đế là 105. Đế 105. Thì nằm trong cái chậu lọt lòng 50 anh ơi. Em đo cái độ sổ của cái rễ nè. Nghe cái rễ sổ xuống là 23 cm. 23 cm. Cao lên tới đỉnh là 70. Và phần tán ngang là 53. Tán ngang 53. Và 8 cộng này em giao lưu 6 triệu rưỡi bao ship ha. 6 triệu rưỡi bao ship. Cây này giá này hợp lý lắm nha anh em. Cây này đã cái dàn đế đã. Bây giờ em không có bình luận cái giá nha. Mỗi người một ý, nhưng mà cây này thì 6 triệu rưỡi mà là vừa chơi lắm. Tại vì nếu nói về cái phô mai vườn, tại vì em cũng mua coi như phô mai vườn em cũng mua nhiều. Ở nhà mình ví dụ như có xem trên kênh em thì chắc ít biết, nhưng mà bên phay á em mua phôi nhiều lắm. Bình thường đấu giá mấy cây này cũng không có muốn bằng giá phôi luôn. Rồi cây này mã số 8 cộng nè, giá 6 triệu rưỡi bên nhà vườn sẽ bao phí ship cho ta ha. Hốt cây này anh em ơi, tốt lá rồi lên cây kế tiếp. Rồi kế tới là cây mã số 9 cộng nè, cũng là cây siêu bông Sài Gòn ghép tứ quý luôn nha cả nhà. Mấy cây này nay vô phơm hết đẹp quá. Cái này bị gì, có mai đôn á, nó có xương hết rồi, nó làm tàn nó đẹp lắm. Này rất không mưa xuống cái nữa, mấy cây này dữ dằn á. Dữ dằn, mưa mát mình ra dữ dằn. Cây này em đo cổ đế này 40 hoành. Cổ đế 40.
thì cũng nằm trong cái chậu lọt lòng 60. Ừ. Cao là 120. Cao 120. Ngang là 70. Ngang 70. Dạ, cây mã số 9 cộng này cũng giao lưu 10 triệu bao ship. Giá 10 triệu cho cái mã số 9 cộng. Cành nó đều đã ghê. Rồi, nói chung cái lô này thì em không bình luận nhiều tại cả nhà mình cũng xem trên kênh em thường ha. Thì cái lô này thì già cây nè, có cạnh thì nó phải nói là quấn cục cục, cây già mày đông. Tỷ này vô mình chơi bông tàn thì quá ok rồi. 10 triệu cho cái mã số 9 cộng ha. Dạ. Rồi, cây kế tiếp. Kế tới là một cây 10 cộng nha. Cây này thì củ đế đẹp nè. Chân cành đóng ok ha, và tán nó vô form hết rồi. Mấy thằng này, hàng này thật ra mà nói cô chú anh chị mình mua về mà có thông thường mình có cho thuê á thì mấy hàng này cũng khá là ok luôn đó nha. Giá thì cũng tầm vừa chơi. Cho thuê một hai mùa lấy giống á. 35 hoành ở tên củ đế. Củ đế 35. Cái hoành ngay chỗ đế đặt là 57. Đế đặt 57. Nó cũng nằm trong cái chậu lọt lòng 60 ha. Cao là 125, cao 125. Rồi tán ngang là 70. Dạ, okay. Em cũng giao lưu mã số 10 cộng này 10 triệu bao ship luôn ha. 10 cộng 10 triệu bao ship. Rồi sang dòng hiện. Như cái này cô chú mình chơi cặp thì cũng bớt nhiều nhiều cho cô chú mình chơi ha. Còn cũng nhiều khách hay chơi cặp à, nó xứng. Ừ. Dễ chơi. Chi cành đồ em làm là xong hết rồi. Giờ là về chỉ việc mình canh, mình bấm cho nó đặt bông thôi. Ừ. Rồi. Ok, cây mã số 10 cộng. Giá là 10 triệu ha. Dạ dạ. Rồi. Cái tới là cây mã số 11 cộng nè. Cái cây này nhìn nó như cái con gì quá trời cái nồi đế. Cái đế của nó giống như mấy cây mà tông gừng ngập mặn. Cây nước, cây mắm. Nước, cây mắm nè. Dạ. Cây nước. Cây này cái cốt của nó tủa đều ha. Cây này là cây mai đôn nha cả nhà. Cây này là coi như cũng một trong những cái thế hệ đầu của Bình Lợi. Của Bình Lợi á. Cái này cắt đô, cốt bự rồi nha. Cắt lấy bò. Cắt đô lấy bò chứ không có gì. Nè, dạ. Có những cái cốt nó ba lớn vậy nè cả nhà. Đúng xem. Rồi, cốt bự đó. Đó. Cái này giờ cái Tết là bông nhiều rồi. Bởi vì nó cái dàn xương nó lớn nên nó ra tốc độ lắm. Ừ. Hết biết cái nồi. Cái này chắc đo tuốt ngoài luôn, nó bị dướng cái gà. Ờ, đo ngoài đi. Em đo tuốt ngoài eo này luôn. 35 hoành. À, vị trí đó là 35 nha. Dạ. Cái chậu lọt lòng cái này là 50. 50. Bích chậu cả nha. Cái đế bích chậu luôn. Đế bích chậu 50. Đế là 118. 118. Quá trời. Cao 65. Cao 65. Và ngang là 70. Ngang 70. Cây này cái dàn đế nó hay quá. Cái đế nó đều đặt hết tên. Đặt gịch luôn. Quá trời cái đế. Cái nhà xem cái dàn đế nó bự dữ lắm nha. Cái này ôm cái thiệt. Tầm 1 2 tháng nó ra cái mình vô dây bít lại là đẹp. Bình Lợi già mùa mà cái đế như thế này nữa ha. Cây đang rất là mạnh nữa. Này Tết cả nhà mình chơi Tết thì hết vừa cái đế nó vừa vòng tay luôn. À dạ. Cứ dàn. Sang vòng nữa cái gì chút. Cây mình báo giá chưa ta? Dạ cây này em giao lưu giá 12 triệu bao ship à. Giá 12 triệu bao ship. Lo giờ cây không quên không biết có báo chưa. 12 triệu bao ship cho cây mã số 11 cộng dạ. Nha. Rồi, lên cây kế tiếp. Vô chưa? Rồi rồi. Rồi kế tới là cây mã số 12 cộng nha cả nhà. Cây siêu bông Bình Lợi này thì hết nước chấm mà. Quá trời nằm như con heo luôn nè. Nằm như con heo mà cái tàn phơm tàn cả nhà xem. Cái này mà nuôi tới Tết, cây này phải bấm lại, nếu cả nhà mình vừa muốn giữ phơm bonsai phải bấm cho giữ mới được. Dạ, cho cành nó bự bự chút cái mình con nó lại. À, cành bự bự chút bấm cho giữ mới được chứ nó gào quá trời. Quá trời quá đất. Các bạn. Nuôi cây như rau muống. Rồi lên thông số thì. Cây này nó cây này chân cành đẹp từ gốc tới ngọn luôn đó nha. Cái chân cành lật đá từ tận dưới chân cành. Cây này nó nằm sát đất. Anh đo đại ngay cái eo này đi. 41 hoạch. 41. Dạ. Thì nằm bích cái chậu lọt lòng 50 đi. Chậu 50. Cao 75. Cao 75. Dạ ngang là 80. Dạ cây này em giao lưu 13 triệu bao ship ha. 13 triệu bao phí ship cho ông ta nha.
cây này ở ngoài nhìn thật sự nhìn nó mới có hồn quá trời. Đây cả nhà xem cái mặt này nè, nó nằm một cái như con heo luôn ha. Và cái cây này được một cái là cái cây nó không có cao lắm mà chân cành đóng từ dưới lên trên cả 10 cả chục gốc cành, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 gốc cành từ dưới lên trên mà phân bổ đều nha cả nhà. Cây này lột cái dần lá ra nhìn cây lực lắm. Rồi cây đẹp lắm. Rồi cái cây mã số 12 cộng này cái giá là 13 triệu bao phí ship trong ta nha. Rồi mình lên cây kế tiếp. Dạ. Kế tới là cây mã số 13. 13 cộng. Cây này cũng dữ dằn. Nét cây từ cái đoạn này nó bự khủng khiếp. Nguyên cái cục này ở ngoài nhìn cái bầu diều ha. Bầu diều. Cái nhà mình thấy ở ngoài nó mình thấy nó bự dữ lắm. Bự. Anh đo cái thước ha. Cây này cũng lớn hoành nữa nè. Lớn. Nói về những cái hàng mà hàng lắc lượng này nè. Bung mốt hoành luôn. Bung mốt luôn à, bằng dạ. Cái kia. Đế này 98, 98. Cao 70. Cao 70. Ngang là 75. Ngang 75. Cao 70 là tới ngọn chứ ngay chỗ cái đoạn cắt gốc là chỉ có 42 thôi. Ừ. Đó. Đo đo thử cái cục này ha anh Thảo. Thấy thấy bự quá nè. Đo cục bự diều. Bự diều. Đây. 63 luôn à. Ồ, cái cục này quá sáu mấy hàng chi nhìn nó bự quá trời. Bự. Cái bự diều này sáu mấy luôn nha cả nhà. Già cây nó. Rồi cái cây này mình giao lưu giá nhiêu thì nghe. Dạ cây này em giao lưu 12 triệu bao ship anh. 12 triệu bao ship. Chung thì tiền nào của đó cả nhà. Nhìn cây nó thật sự là đáng sưu tầm nha. Cây này nó thắt ngay chỗ cái eo này là nó dính vô luôn nè. Nhìn nó nạt. Rồi. Rồi sang dần. Cái dần đế cây này cũng phê quá anh. Ừ, đế trải đế đẹp. Rồi mình lên cây kế tiếp nè. Cây kế tiếp. Cây này mã mấy quá thì. Dạ 14 cộng anh. 14 cộng. Tứ quý lồng lực. Ừ. Đép siêu bông mình lại. Này bắn đọt quá tuyệt hợp rồi ha. Ra. Phải ham thiệt chứ. Nói về tứ quý mà ghép mình lại thì vô địch với lại cây này cây nằm chậu sống sẵn nha cả nhà. Cây mạnh rồi mới ghép. Cây thần lâu rồi mới ghép. Ủa cây này ấy xong hồi khui cái bầu ra luôn thiệt. Khui còn đang khui còn đang cục đế dần ở dưới cả nhà. 39 hoành eo. Hoành cổ đế nè. Hoành eo. Cái này đế dưới nó còn xe nữa còn tại. Xe dữ lắm. Dạ. Hoành đế 70. Hoành đế 70. Cao lên 55. Cao 55. Và ngang 65. Ngang 65. Dạ 14 cộng vô lô 8 triệu rưỡi bao ship. Giá 8 triệu rưỡi bao ship cho cây tứ quý ghép siêu bông mình lợi nha cả nhà. Ở nhà xem ở dưới cái nội đế nó còn dữ lắm dưới. Tứ quý mà nói chung mình kiếm mấy cây lùng này nó cũng hiếm cây ha. Ừ. Vì cây nó tực nó hẳn lên thì nhiều cây cây lùng bonsai thì mình tựa nó cũng hơi hiếm mà trên đây đặc biệt nó đạo nó mọc cái chốt cành ra rất là đều luôn nhiều chốt. Ừ. Nó phủ ra một cái tầng đa. Rồi 8 triệu rưỡi cho cây mã số 14 cộng á. Dạ rất là dễ thương ha. Rồi kế tới là cây mã số 15. Cây này dòng cháy tình yêu. Cháy tình yêu ha. Dạ. Ôi, ồ, nó dính luôn hả? Dính luôn anh. Ôi, ơi. Ừ, hồi đó nó cọ vô sao dính luôn. Ôi, gì vậy đây? Kinh vậy. Bên đây anh thấy nó dính nó mới kỹ nè. Nè, nó cặp vô dính luôn nè. Đó. Ồ, cây quái khủng khiếp rồi. Nói chung em lựa cây nó lạ nè. Quái. Thầy ghép sẽ bông mình lại hả thầy? Dạ mình lại anh. Anh thấy mình lại nó ra. Đẳng cấp không? Nó mạnh thiệt. Mạnh. Quái khủng khiếp. Rồi đó không xấu rồi. Cây này viên cây lắm. 28, 27 hoạch. 27 hoành. Cái bệ đế là 110. Bệ đế 110. Cái chậu này chắc 40 hoặc là 40. Chậu lật là 40. Dạ. Có chiều cao lên ngay chỗ cái tay em là 42. Cây gì mà nó quái nhiều. Ngang là 50. 15 cộng này giao lưu 4 triệu rưỡi em bao xếp anh. 4 triệu rưỡi hả? Dạ dạ. Ờ 4 triệu rưỡi cây này mấy anh em có xem được cho nó đi sớm nha cả nhà. Cây phải nói là quá đã. Có duyên lắm mới sở hữu được tại cây này nó quái ha. Độ quái có và cây rất là mạnh ha, rất là mạnh và cái giá này, cũng dễ túi tiền mấy anh em thôi. Đây em sẽ vô dây lại cho anh em ha. Trời đất ơi cây nó dính luôn nha cả nhà. Dính luôn. Lạ ha. Trời ơi anh ghép bo ngược nữa nè. Ghép chơi ghép bo này là dạng ghép nghệ thuật nha chứ không phải là ghép bậy nha cả nhà.
ghép đang dắt ra. À, dắt ra đó mà mình ghép cái bo này là cũng phải là tay nghề cao lắm mới làm được vậy chứ không phải là đơn giản nha. Đó, nhằm xem để ý từng cái chi tiết một chứ không phải là bên nhà vườn mình ngẫu nhiên mà làm ha. Cái này cũng nhẹ bay cũng được ăn đó. Ôi ôi hết wow. Có biết rồi. Rồi 4,5 triệu cho cây mã số 15. Dạ. Rồi ok. Thì mã số 15 cũng mã số cuối clip luôn anh ơi. Cuối clip cũng, ha. Dạ. Cũng cảm ơn cô chú bỏ thời gian coi clip ở vườn em ha. Thì nhân dịp ngày lễ em chúc cô chú một ngày lễ nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. À, em chân thành cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết cái clip ngày hôm nay ha. Thì cũng như mọi khi thì bên nhà vườn mình giao lưu chúng ta nay 15 mã số và bên nhà vườn mình còn rất rất nhiều những cây mai đẹp nha cả nhà. Thì cô chú anh chị mình ngoài những cây đó có nhu cầu trong quá trình em quay mà không có cái cây như ý mình muốn thì cứ mạnh dạn liên hệ nhà vườn ha, để nhà vườn mình tư vấn cho chúng ta những cây mai đẹp để mình về mình tự tay chăm sóc chơi tết 2025 đó cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà.